Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh thành trên cả nước đã tham dự phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền đã trả lời các nội dung liên quan đến việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các chính sách đào tạo ngành nghề cho lực lượng lao động khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua dù còn nhiều khó khăn, song đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, khả năng tìm được việc làm của lực lượng lao động ở những khu vực này còn ít là do kinh tế khó khăn nên phần lớn lao động được đào tạo ngắn hạn. Chế độ cử tuyển cho con em đi học nghề do địa phương bố trí kinh phí và bố trí việc làm, nhưng thực tế khả năng đáp ứng nhu cầu công việc còn hạn chế. Thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Hội Nông dân và các bộ ngành liên quan triển khai đào tạo sát với thực tế hơn. Về vấn đề hạ lãi suất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định thời gian qua đã thực hiện hạ lãi suất đúng thời điểm và thực hiện hết sức quyết liệt. Nguyên nhân của tình trạng nợ xấu là do suy thoái kinh tế toàn cầu nên môi trường kinh doanh trong nước gặp khó khăn. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, năng lực tài chính của các doanh nghiệp giảm sút làm cho tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, chủ động phối hợp với khách hàng vay để thực hiện việc đánh giá chất lượng và khả năng thu hồi các khoản nợ để có biện pháp xử lý phù hợp như cơ cấu lại nợ một cách hợp lý để giảm khó khăn tài chính tạm thời cho các doanh nghiệp. Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng đã trả lời chất vấn về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, các giải pháp tổng thể để giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đất đai. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2012, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thực hiện giám sát 9 dự án giao thông. Trong đó đáng chú ý là dự án giao thông liên huyện Xuân Phước Phú Hải, dự án tránh trú bão sông cầu Đồng Xuân, dự án hạ tầng Nam đô thị Tuy Hòa Vũng Rô, dự án nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn 3 tỉnh Phú Yên. Đánh giá chung của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, ngoài một số dự án hoàn thành bước khảo sát lập dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt, phần lớn các dự án còn lại đều chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm là do vướng khâu giải phóng mặt bằng, thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và cắt giảm đầu tư công, cũng như là năng lực nhà thầu kém. Đối với vấn đề nhà thầu năng lực kém, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên lưu ý, bên cạnh việc các nhà thầu bỏ thầu thấp để trúng thầu, còn có việc chỉ định thầu của các ngành chức năng chưa phù hợp. Sắp tới, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ kiến nghị vấn đề này với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để tìm hướng tháo gỡ. Cuối tháng 8 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia góp ý xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư. Tại buổi góp ý, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, đội ngũ hành nghề luật sư ở tỉnh Phú Yên, nhất là đoàn luật sư tỉnh giảm mạnh, có thời điểm đội ngũ của đoàn luật sư tỉnh Phú Yên lên đến 40 người, nhưng hiện nay chỉ còn 13 luật sư chính và một luật sư tập sự. Một trong những nguyên nhân là chưa có sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong quá trình hành nghề luật sư. Do đó, để tạo môi trường thuận lợi cho luật sư hoạt động đúng pháp luật và văn hóa của người Việt Nam, luật luật sư mới cần có những điều khoản phối hợp rõ ràng với các cơ quan liên quan. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa 6 đã diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 vừa qua. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét đánh giá thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là các nghị quyết liên quan đến chính sách thu hút sử dụng trí thức, đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, về chế độ trợ cấp thôi việc với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố, số lượng phó trưởng công an xã, công an viên và một số chế độ chính sách đối với công an xã, mức chi, công tác phí, chi tổ chức các hội nghị trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, mức phí với một số dịch vụ khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước, việc trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra nộp vào ngân sách tỉnh, chế độ mức thu và sử dụng phí đấu giá tài sản, đặt tên đường ở thị trấn La Hai và đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa từ đô thị loại 3 lên loại 2. Để thông qua 10 nghị quyết này, đã có gần 60 lượt ý kiến kiến nghị tham gia thảo luận tại tổ và tiếp tục tranh luận tại hội trường. Trên tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, các dự thảo nghị quyết đều nhận được sự đồng thuận và biểu quyết với tỷ lệ cao. Sau khi ban hành các nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện, đồng thời đề nghị các ban Hội đồng nhân dân tăng tần suất giám sát để những nghị quyết được thông qua đi vào cuộc sống. Tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên bắt đầu từ đèo Cù Mông, giáp ranh với tỉnh Bình Định
và kết thúc tại đèo Cả, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, có chiều dài gần 130 km. Tuyến đường này được Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp từ năm 2004. Tuy nhiên, do nền địa chất yếu, phương tiện giao thông đông đúc, chở quá khổ quá tải đã làm cho nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho phương tiện giao thông khi qua tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành sửa chữa cục bộ và thảm nhựa lại các khu vực đèo Quán Câu thuộc địa bàn huyện Tuy An, tuyến tranh quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Tuy Hòa và khu vực đèo Cả. Do kinh phí sửa chữa hàng năm ít, thủ tục đầu tư và xác định khối lượng thi công phải qua nhiều bước nên quá trình sửa chữa đã kéo dài. Trong khi đó, đơn vị thi công không có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở những công trình vừa thi công, vừa lưu thông, nên nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại các điểm đang thi công này. Chiếc container mang biển kiểm soát 77C02128 khi qua đoạn dốc Phú Tân, quốc lộ 1A, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã bị sụp xuống lề đường. Tuy không thiệt hại về người, nhưng vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhà xe phải mất nhiều thời gian, chi phí để thuê người bốc dỡ hàng hóa trên xe. Theo nhà xe, do đường đang thi công dang dở, chỉ đi được một làn đường, nhưng đơn vị thi công không làm nhiệm vụ phân luồng, nên khi tránh một phương tiện khác đi ngược chiều đã xảy ra tình trạng này. Thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên, trong năm 2011 vừa qua, chỉ riêng trên đường bộ đã xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông, làm chết 152 người, bị thương 93 người. Tăng cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước đó. Đáng chú ý, trong các vụ tai nạn giao thông, có hơn 30% số vụ xảy ra trên quốc lộ 1A. Qua giám sát thì chúng tôi thấy là cái tình trạng cái đoạn đường Phú Yên chúng ta thì đường hỏng nhiều. Thế nhưng mà khi mà việc sửa chữa thì chúng tôi thấy nó rất là cái quy trình theo tôi từ được biết á, là nó rất là nhiêu khê. Ví dụ như là bây giờ hỏng cái đoạn một cái đoạn đó thì phải có một cái bộ phận ra đo đào lên theo cái quy chuẩn, rồi sau đó thì mới báo một cái bộ phận khác ra đo là có đúng là cái tổng số nó như vậy hay không, rồi mới báo về, rồi mới cấp vật liệu, mới đem thợ ra xây. Cho nên cái tình trạng mà cứ đào lên để đó mấy ngày sau bắt đầu là mới có cái đơn vị ra triển khai tiếp tục là lắp lại, thì như vậy thì khi mà chúng ta đào lên chúng ta để như vậy thì gây ra cái tai nạn giao thông rất là nhiều. Bởi vì giống như những cái hố mà trực sẵn để, nếu mà hồi chưa cái ổ ga thì nó nhỏ thôi, nhưng bây giờ khi mà đào ra như vậy nó to mà người dân không có biết, đặc biệt là đi đêm á, thì như vậy là gây tai nạn. Với cái thứ hai nữa là cái quy trình như vậy thì làm cho cái việc mà chúng ta sửa chữa đường nó lâu ghê lắm. Cho nên là gần đây trong khoảng 3-4 tháng nay thì trên cái đoạn đường mà đèo Quán Câu á, là hầu như là ngày nào cũng có bị tắc đường. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên, đến nay hệ thống văn bản vi phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được ban hành tương đối đồng bộ. Từ luật đến các văn bản thi hành, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần xem xét để điều chỉnh cho hợp lý, như là chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm trong Nghị định 34/2010 còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng thường hay vi phạm. Do đó cần tăng cường mức xử phạt cao hơn, tăng thời gian tạm giữ phương tiện dài hơn. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có quy định về trách nhiệm thẩm quyền của lực lượng nhân viên tuần đường trong phát hiện, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc ngăn chặn xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, nên hiệu quả xử lý vi phạm không cao. Sau khi kiểm tra thì giữa địa phương với lại đường sắt là thống nhất là trong 184 vị trí này là phải rào đi 176 vị trí, còn chó tồn tại là 8 vị trí. Và cũng là cái 8 vị trí tồn tại này thì thực hiện theo nghị quyết 22 của chính phủ là đường sắt cũng đề nghị địa phương là có cái cảnh giới. Đấy, nhưng mà ở khu vực giá là không có cái cảnh giới nào. Và 176 cái vị trí mà đào thì vừa rồi là thực hiện được một vị trí, đào được một vị trí. Tại cái lý trình 1/1335-350 ở cái thôn Soi Nga, xã Xuân Lạnh. Phải nói là cái giao được cái điểm này cũng rất là phức tạp. Trước đây là chúng tôi với lại Ban An toàn giao thông huyện, công an huyện là trồng các cái trụ bê tông, nhưng mà trồng hôm trước thì hôm sau là bị nổ,
xe chạy đường dài trên quốc lộ thì gần như có thể nói do một cái cơ chế hoạt động lĩnh vực vận tải của nhà nước mình là cái giá cước nó quá thấp đi, cho nên chỉ có xe nào cái hàng cồng kềnh hoặc xe nào không có hàng người ta không quá tải thôi, còn lại gần như có thể nói gần như là chiếm 100%, trừ cái xe không có hàng, cái hàng cồng kềnh 100% đều quá tải. Bởi vì nếu chở mà đúng tải thì cái vấn đề thu nhập vô nó không đủ bù với cái chi. Đấy, chính vì vậy cho nên cái đó là một cái có diễn ra mà nó xuyên dọc trên cái tuyến quốc lộ cả nước mình đây, tất cả các quốc lộ chứ không có riêng gì địa phương mình. Tính đến nay, các đoàn giám sát của Quốc hội đã nhận được báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương về tình hình thực hiện pháp luật về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các kiến nghị của Chính phủ, bộ và địa phương về các quy định của pháp luật sẽ được tiếp thu và quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể như bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt, nâng mức xử phạt tiền một số chức danh, nâng cao mức phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Mặc dù chưa phải là những kết luận cuối cùng, song đoàn giám sát của Quốc hội cũng xác định rõ công tác đấu tranh phòng chống những vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông. Từ đó, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước hết, đó là trách nhiệm của cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Trong vụ hè thu năm nay, trong khi nhiều cánh đồng bị khô cháy cục bộ do thiếu nước tưới, thì tại cánh đồng bầu của Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên luôn bị ngập úng. Tình trạng ngập úng này liên tục tái diễn, nhưng ngành chức năng vẫn chưa có hướng khắc phục. Quá bức xúc với tình trạng có gieo nhưng không có gặt, mới đây 21 hộ dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên có ruộng trong khu vực thường xuyên bị ngập úng đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền. Cũng như đám đây đám dưới là cũng như 361 là hư năm nào cũng thất thu hết. Có đám này năm thu con trăm ký mà mướn là 700-800 ngàn. 7-8 công đấy. Cứ lần đi xin nữa là 5 bao mạ, 7 bao mạ. Còn hồng có xuống vào tháng kia mua thêm cứ 100 ngàn mà 500 bó mạ là 50 ngàn. Giờ đỡ có cái vô trong cái ruộng cho nó đủ. Có bao nhiêu đấy. Giờ nhờ ở trên giúp đỡ giùm cho không làm có mà ăn không đấy. Cái đây là lần thứ 3. Lúc cứ cấy khoảng khi người ta ngán nước là nó ngập hết 3-4 ngày rồi rút ra là bắt đầu nó chết. Chết rồi cấy lại lần hai cũng chết, cho đây là lần thứ 3 cuối cùng mà cũng chết luôn và bỏ trứng luôn. Tại tôi nó sâu nhất cái khu đồng đây. Mà nước thì ngán quá cao, lượng nước nó nhiều rồi mà ruộng nó sâu ngập hư hết rồi. Cấy đi khi lại khoảng 3 lần mùa nào cũng thất thu hết. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Hòa, tình trạng ngập úng của cánh đồng bầu của xã đã xảy ra nhiều năm nay, khi mà trạm thủy nông Kênh Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, làm ga Bà Thanh để tưới cho hơn 40 ha lúa ở xã Hòa Định Đông. Khi tích đủ nước để tưới cho diện tích này, thì ruộng của người dân ở khu vực thị trấn Phú Hòa nằm trên kênh tiêu của ga Bà Thanh bị ngập sâu trong nước từ 2 đến 4 ngày. Qua mỗi năm, mức độ ngập úng càng nghiêm trọng hơn. Trong vụ hè thu năm nay, đã có hơn 8.600 m2 lúa giai đoạn trổ bị ngập úng và mất trắng. Cái mức mà thiệt hại mà hàng năm bình quân hàng năm thì khoảng chừng từ 1,5 đến 2 ha. Đấy, mà cái như hiện nay thì cái vụ này thì phải nói là thiệt hại là cái 7 ha là mất trắng, người ta không liên lạc được. Với lý do là cái bà con xã viên của cái hợp tác xã 1 người ta dùng cái đập này, dùng cái mương nước này người ta ngán nước, thì dẫn đến là sẽ úng nước trên cái đồng ruộng. Để khắc phục phần nào thiệt hại cho người dân, mới đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã khảo sát diện tích bị ngập úng, tính toán phương án hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi diện tích bị ngập úng không phải là nhỏ và liên quan đến cuộc sống hàng ngày của rất nhiều hộ dân. Do vậy, về lâu dài, nhất là trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới hiện nay, cần có những giải pháp tổng thể như là quy hoạch kiên cố các kênh tưới, kênh tiêu hợp lý, tránh tình trạng ngập úng lãng phí đất hai vụ lúa như hiện nay.